Hôm nay tôi giới thiệu phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm online phần mềm này hỗ trợ cho học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu uh, danh mục tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên phần mềm thuộc phần mềm e-learning phi lợi nhuận học viên có nhu cầu Uh, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm và thi thử uh, các môn kiến thức chung môn tiếng Anh môn tin học theo hình thức trắc nghiệm liên hệ hoặc kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn thông qua học và cái câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu luật tổ chức chính quyền địa phương Năm 2015 và 2019 Học trên phần mềm như thế nào Từ đó suy ra các mục khác hoàn toàn tương tự Chúng ta học trên phần mềm Theo các bước như như Học câu hỏi trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương Hoàn toàn tương tự Sau đây tôi minh họa Chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại Sau tải cái thanh địa chỉ Chúng ta gõ cái, cái tên là hình thức trắc nghiệm.vn chú ý là .vn, .com sang phần mềm khác của thầy. Để sau đó ra cái giao diện như 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 màn hình. Nếu chúng ta muốn mục cần mục nào chúng ta kích chuột nó trái chuột vào mục đó. Thí dụ như là tuyển công chức này, nâng ngạch công chức mục số 2 này, đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới này, viên chức giáo viên các cấp này, viên chức y tế này vân vân. Ở phía ở phía dưới này chúng ta di chuyển cho lên trên. Thí dụ chúng ta cần mục số 1, chúng ta kích chuột vào mục số 1 thì sau đó chúng ta nhập ký danh và mật khẩu, à, mật khẩu phân biệt ký tự hoa ký tự thường và tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị và lưu ý các em có mật khẩu các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình nếu cho bạn bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm các em mất quyền đăng nhập vào điều khiển phần mềm vì vậy các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình tuyệt đối không cho bạn à, chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thì sau đó vào phần mềm chúng ta làm gì thì vào phần mềm sẽ có hai bước đây mà danh mục khá đầy đủ đây không có nơi nào đầy đủ như danh mục của phần mềm của thầy Quang đâu phải khẳng định cái điều đó phía trên là câu hỏi trách nhiệm cho từng tài liệu còn phía dưới là các file à, tài liệu à, các luật các thông tư nghị định thí dụ chúng ta cần cái file và luật tổ chức chính quyền địa phương thì chúng ta kéo phía dưới này đến cái mục và phía dưới đây là mục hai lớn này các file luật nghị định thông tư nghị quyết Số một luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 2019 thì riêng luật tổ chức chính quyền địa phương uh, năm 2015 và được sửa đổi 2019 thì khi học thì uh, chúng ta phải đọc cả hai cái này thì nó khó vì thế thầy đã uh, bỏ công ra tích hợp những cái điều sửa đổi vào 2015 luôn để chúng ta dễ theo dõi để chúng ta kích chuột vào sau đó chúng ta chọn máy in để chúng ta in ra giấy À, nếu chúng ta muốn in nếu không thì chúng ta muốn tải xuống để ta lưu trên máy thì chúng ta kích nó tải xuống và chúng ta đặt lưu Thì sau đó chúng ta mở cái, à, như vậy là xong bước 1 chúng ta kích chuột vào giống giống mũi tên này để quay lui à, và như vậy chúng ta kích chuột vào cái file để chúng ta mở ra là cái file luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 đây thì cái file này là gồm có cả 2019 nữa à, để cho dễ học tiện theo dõi thì cùng một lúc chúng ta phải tra cả hai cái tài liệu thì nó tương đối dài vì thế tích hợp luôn rất dễ học và thầy đã bỏ công ra để tích hợp luôn cho chúng ta như vậy khi chúng ta đọc đấy thì chữ điên trên nền trắng là được giữ nguyên Đó, được giữ nguyên các cái chữ vô như thế này để chúng ta nhấn à, Ví dụ như điều 2 đơn vị hành chính thì như khi chúng ta đọc mà khoảng 1 điều 2 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương À, thì gọi tắt là cấp tỉnh thì cái này chúng ta phải phải hiểu cái định nghĩa như vậy cấp tỉnh thì gồm có tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Đấy, để ý nhá tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Đó, hai cái đơn vị này thì gọi là cấp tỉnh rồi đối với huyện quận thị xã thì phải chú ý cái chữ thị xã này nó hay hay lầm à, thị xã quận với huyện thành phố thuộc tỉnh à, thành phố thuộc tỉnh thì có rất nhiều đấy thành phố à, thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì gọi chung là cấp huyện à, như vậy là chúng ta để ý cái thị xã là một này thì nó, nó nó hơi là lạ cái từ đấy thì cũng là cấp huyện thì nó cũng tương đương với quận thành phố lại thuộc tỉnh đó rồi đối với các thành phố trực thuộc trung ương thì lại có thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương à, thì như vậy đều tương đương với à, cấp huyện thì ta gọi là cấp huyện cái từ huyện này dễ nhớ cho nên gọi chung là cấp huyện như vậy đơn vị hành chính của chúng ta là có cấp tỉnh cấp huyện khoản 3 thì có cấp xã thì cấp xã là phải chú ý này xã phường thì dễ nhớ này thị trấn này đó như vậy là cũng có người nói thị tứ đây không có thị tứ ở đây có thị trấn đây nha chúng ta để ý trong luật là nó phải đúng cái từ trong luật đấy thị trấn thì gọi là cấp xã như vậy đối với cấp xã thì trong luật ghi có ba à, từ à, là xã phải phải đến phường phải thị trấn thế và thứ tư là đơn vị hành chính đặc biệt như vậy nói về đơn vị hành chính à, cấp địa phương thì sẽ có bốn à, đơn vị Đó. tỉnh huyện cấp xã à, cấp tỉnh cấp huyện cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để các em chú ý là có cái số 4 này nó không có cái từ cấp, nhưng mà nó là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Chú ý là đơn vị hành chính có dấu trừ để đến kinh tế đặc biệt. Như vậy, khi chúng ta đọc như vậy, để chúng ta nhấn lại để uh, về mặt cái file lý thuyết để giáo giải thích. Thế còn điều 3 đây, thì đều là à, chữ đen trên nền trắng thì được giữ nguyên. Thế sang điều 4, thì chúng ta thấy là điều 4 thì có cái nền vàng đây này. Thì toàn bộ cái nền vàng này của năm 2015 sẽ được sửa đổi thành chữ xanh trên nền trắng. thí dụ như là à, à, đối với 2015 thì chúng ta đọc là cấp chính quyền địa phương gồm có này, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được đột tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 2 của luật này. Thì chú ý chúng ta theo dõi cái sửa đổi 2019 thì khoản 1 của 2019 này sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 4 như sau. Như vậy toàn bộ cái chữ nền vàng đã được sửa đổi để thành chữ xanh và trong dấu nháy đây. Tức là chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam tại quy định điều 2 của luật này phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Đấy, như vậy cái câu cũ đã viết lại các từ ngữ thì so với cái cách viết năm 2015 là là nó phải thay đổi như vậy. Đó các em chú ý vân vân, chúng ta kéo xuống phía dưới. Khi đọc cái file này thì chúng ta phải để ý là cái chữ trên nền vàng này chúng ta cũng nên đọc để so sánh là giữa cái 2015 và sửa đổi cái khoản 3 này năm 2019 là nó khác nhau ở chỗ nào. Đó, thì nên học như thế thì nó sâu nó sâu hơn thì cái phương pháp đọc cái file trên phần mềm của thầy là được tích hợp cả 2019 và 2015 à, những cái để chúng ta học mà thì nó sâu sắc đã cái cách cái file này thì giáo giải thích một chút đối với file này thì sau đó chúng ta có một file rồi bước này chỉ thực hiện một lần thôi lần đầu thôi các lần sau chúng ta chỉ việc mở chúng ta kích chuột lên chúng ta kích chuột dấu trừ nó thu nhỏ lại và đó là thực hiện xong bước 1 bước 2 có thể thực hiện đi thực hiện nhiều lần kéo lên phía trên chúng ta tìm đến câu hỏi trắc nghiệm và cho luật tổ chức chính quyền địa phương. Đó, chúng ta kéo lên phía trên này đó, đúng không? Đây này, có từ 1 à từ mục 1 2 này, 1 luật tổ chức chính quyền địa phương 2 3 4 đến số 14. Như vậy ở đây 14 là đến số 13 mà nhân với 60 là 780 câu. Đó, rất là nhiều. Và mục số 14 là chúng ta học xong từ mục 1 đến mục 13. Thì chúng ta học tốt rồi, chúng ta sẽ tiến hành thi thử cái luật tổ chức chính quyền địa phương mục số 14 để chúng ta nắm được đến bao nhiêu phần trăm rồi. Nếu nắm tốt thì chúng ta chuyển cái mục khác. Mà nắm chưa tốt chúng ta quay lui lên, chúng ta lại phải học lại từ mục 1 đến mục 13. Thí dụ hôm nay chúng ta kích chuột vào mục số 7 này. Đó. Thì sau đó chúng ta tìm đến cái chữ thực hiện đề thi. Sau chọn Start là bắt đầu. Đó. Start bắt đầu thế bây giờ thi thử thì sẽ là có một trong bốn phương án thì được lựa chọn một phương án đúng hơn cả, à, thì các dạng câu thì đã phân tích rất nhiều, à, trắc nghiệm mà được lựa chọn có một thôi, chúng ta đang chọn A thì có thể chọn sang C, đây là quá trình thi thử, hết thời gian làm bài thì không làm được máy tự kết thúc và báo cái số phần trăm trả lời đúng, nó giống như kỳ thi chính thức diễn ra đấy, như vậy chúng ta học trên phần mềm, chúng ta còn rèn luyện được kỹ năng thi thực hành trên máy tính kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bỡ ngỡ, à, chúng ta muốn nộp bài sớm thì chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình, chúng ta muốn vào cái câu hỏi nào chúng ta kích chuột vào cái ô trên này và bây giờ đang học là học lần đầu đi từ A đến B đi lần đầu tiên chúng ta chọn ngay chữ finish ở góc tay trái màn hình như này à, để chúng ta nộp bài kết thúc để xem phần mềm hướng dẫn cho chúng ta học kéo xuống phía dưới tìm đến cái thực đơn nộp bài và kết thúc nộp bài và kết thúc và kỳ thi chính thức diễn ra cũng có hai trường hợp, trường hợp hết thời gian làm bài thì không làm được. Thì máy tính nó tự chấm dứt, trường hợp thứ hai đầu bài sớm chúng ta cũng làm như vậy. Đó, để chúng ta đọc các cái hướng dẫn trên nền vàng à, và căn cứ điều mấy. Thì như vậy phương pháp học ở đây là gì? Nếu chúng ta chỉ đọc luật không thôi, thì chúng ta chỉ đọc lý thuyết không thôi, thì nó trôi tuột luôn, chúng ta không nhớ được cái gì. Và đến khi kỳ thi chính thức diễn ra là chúng ta bỡ ngỡ ngay. Mà có này nếu chỉ chạy xô đi tìm cơ hội trắc nghiệm, thì học đến bao giờ cho hết được phải có phương pháp học hiểu về nội dung và phương pháp làm dạng câu hỏi trắc nghiệm và phương pháp suy luận thì chúng ta mới mới làm được cái câu đó uh, và cái dạng đó và kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứu gì tháng làm được thì nữa là cái phương pháp học trên phần mềm của thầy với mục tiêu là cạnh tranh nhau kiến thức thì chúng ta phải có cái cách học mà nắm được hiểu được nội dung và phương pháp làm bài thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì tháng làm được thì đứa mới là đạt được cái mục tiêu là chúng ta vượt được kỳ thi và chúng ta có kiến thức. Sau này chúng ta còn công tác, còn làm việc nữa. Đã đạt được cả hai cái mục mục đích. Ví dụ chúng ta kéo, chúng ta di chuyển con trỏ xuống phía dưới là chúng ta tìm một số loại câu giáo đại, căn cứ và tình huống đặt ra. Ví dụ chúng ta muốn nick là tiếp theo, các câu hỏi tiếp theo. đó Chúng ta kéo xuống phía dưới, có rất nhiều dạng câu ở đây thì các cái video trước thì giáo đã giải thích rất nhiều hôm nay thì giáo giải thích cho một số loại câu mang tính chất phân loại học viên mà chúng ta cũng cần có phương pháp mới có thể làm được thí dụ như đây là một tình huống đặt ra thì để giải quyết cái tình huống này thì căn cứ vào đâu đó à, để giải quyết tình huống này thì như vậy học trên phần mềm là nó sẽ phụ hết các điều của luật cho nên chúng ta tránh học tối rồi cho nên cứ yên tâm À, thí dụ theo luật tổ chức chính quyền địa phương à, sửa đổi 2019 để luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 à, số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống thì giảm bao nhiêu đại biểu thì câu hỏi này chắc chắn chúng ta phải đọc cả luật địa phương 2015 và 2019 thì chúng ta mới tìm ra được là 2015 là có bao nhiêu đại biểu rồi 2019 có bao nhiêu đại biểu thì ta thấy rằng 2019 nó giảm xuống bao nhiêu đại biểu à, à so với 2015 thì như vậy là hội ở đây là hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương mà lại điều kiện nữa là có từ một triệu dân trở xuống như vậy là có từ một triệu dân trở xuống hay là từ một triệu từ trên một triệu dân thì nó có hai mốc thì cái mốc ở đây hỏi từ một triệu dân trở xuống thì cái đại biểu hội đồng nhân dân à 2019 được quy định giảm xuống bao nhiêu đại biểu so với 2015. Thì như vậy chúng ta phải tìm được cái số đại biểu theo luật chính quyền địa phương 2015 và số đại biểu 2019 của thành phố trực thuộc trung ương mà có từ 1 triệu dân trở xuống thì chúng ta lấy cái hiệu số tức là làm phép trừ thì nó sẽ ra cái đáp số. Đó. Thì ở đây là phương án A là 3 đại biểu, phương án B là giảm đi 2 đại biểu, phương án C là giảm đi 1 đại biểu. Phương án D là giữ nguyên Tức là không giảm đại biểu nào à, Thì phần mềm ở đây hướng dẫn cho ta Là căn cứ điều 39 à, Chúng ta để ý căn cứ điều 39 à, Thì như vậy là Để giải quyết câu hỏi này Căn cứ vào đâu Tình huống này đặt ra Thì giải quyết vào đâu Thì chúng ta phải để ý đây là căn cứ điều 39 à, Và giả thiết ở đây là có từ 1 triệu dân trở xuống Phải chú ý Chúng ta kích chuột vào file à, Chúng ta tìm đến cái điều 39 Đấy, kéo xuống phía dưới. À, chúng ta tìm đấy, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vào lý thuyết là như vậy. Đây, điều 39 này, cơ cấu của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. Đó, thì để ý chúng ta tìm ở đây là khoản 1, khoản 2, khoản 3. Ở đây điểm A, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống, được bầu 50 đại biểu. Đó, thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống chúng ta quan tâm tới đề bài đây là từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu chúng ta chú ý con số này nhưng lại tiếp theo này có trên một à, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá 95 đại biểu. Đó thì chúng ta để ý là tổng số không quá 95 thì chú ý con số này. Đó con số 95 thì sau đó chúng ta đọc đến cái điều 2019 thì chữ trên nền xanh đây thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu đó như vậy được bầu 50 đại biểu thì con số này cũng là 50 nhưng lại có ở trên một triệu dân cứ 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá 85 đại biểu à, như vậy là à, cái tỉnh mà nhiều nhất thì chỉ có là 85 đại biểu mà trên đây nói nhiều nhất là 95. Như vậy về con số nhiều nhất thì là à, giữa 95 và 85 thì là giảm đi 10 đại biểu. Đó, nhưng mà ở đây là chúng ta để ý là bầu 50 đại biểu. Đó, có từ 1 triệu dân trở xuống 50 thì 2015 cũng là có từ 1 triệu dân trở xuống cũng bầu 50 đại biểu. Đó, chúng ta nhớ con số đó. Và cuối cùng ở đây là hướng dẫn ở đây Cũng trích ra điều chúng ta đọc thôi Và như vậy là không giảm Như vậy giữ nguyên Là à, không giảm à, Giảm bằng không đấy là không giảm Như vậy đáp án đúng ở đây Là có dưới một triệu dân Là 2019 Vẫn 50 đại biểu Và 2015 cũng 50 đại biểu Như vậy có từ một triệu dân trở xuống Thì không giảm là Giữ nguyên Đã, Cái phương pháp làm cái câu này để Chúng ta đọc À, chúng ta suy luận ra cái cách giá cũ và mới à, yêu cầu xem cả cũ và mới chúng ta mới tìm được cái hiệu số là bằng 0 đó đến à, câu tiếp theo là à, theo luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 và tổ chức chính quyền địa phương 2015 số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có trên một triệu dân giảm tối đa là bao nhiêu đại biểu đó đây đây hỏi là có trên một triệu dân thì giảm tối đa bao nhiêu đại biểu? Phương án A là 20, phương án B là 10, phương án C là 5, phương án D 15. Thì à, tương tự như câu trên, chúng ta phải tìm ra được cái số lượng đại biểu 2019 và 2015 của thành phố trực thuộc Trung ương nhưng lại với điều kiện là có trên một triệu dân. Đó, thì như vậy chúng ta lại kích chuột vào phần mềm hướng dẫn căn cứ điều 39. À, chúng ta kích chuột vào như thầy giáo vừa đọc ở trên. Điều 39 này là đối 2015 là có 1 triệu dân từ 1 triệu dân trở lên ấy có trên 1 triệu dân. À có trên một triệu dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không có à, 95 đại biểu chúng ta nhìn đi nhiều nhất là 95. Đối với luật 2015 là nhiều nhất là có trên 1 triệu dân thì không được vượt quá 95 ta cứ cho là nhiều nhất là 95 đại biểu đi và chúng ta di chuyển xuống phía dưới cùng một file các em thấy rất tiện học đúng không? Đó. Thì đây là có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không có 90 à, 85 đại biểu. Như vậy đến đây chúng ta hình dung nha con số 85 và con số 95 thì lấy 95 mà trừ đi 85 thì ra 10 trên 10 đại biểu. Đó. Như vậy à, theo cái luật 2019 và 2015 thì số số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương của những cái thành phố trực thuộc trung ương mà có trên một triệu dân thì giảm tối đa là 10 đại biểu so với luật 2015 Đã, tuyệt vời không rất tuyệt vời chúng ta hiểu được cả nội dung sau đó chúng ta làm phép trừ chúng ta sẽ tính được và căn cứ vào đâu để giải quyết đây là căn cứ vào điều 39 Đã, phương pháp học là như vậy phương pháp học trên phần mềm là thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết và cứ tuần tự như vậy là nó sẽ hết cái luật à, đây là kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thầy giáo đưa ra một cái phương pháp học như vậy và tổ chức trên phần mềm nó thành công rất nhiều học viên học theo phương pháp này học một biết 10 hiểu nội dung và phương pháp về ra đề cứ gì à, kỳ thi chính thức diễn ra cũng làm được à, có những nghiêm đã đạt tới à, trên 50 câu à, cho với 60 câu À, như vậy hiểu được nội dung như vậy chúng ta hiểu được nội dung à, đồng thời chúng ta sẽ vượt qua được kỳ thi dễ dàng sau đó là chúng ta có kiến thức để trở thành công chức thì chúng ta hoặc là được thăng hạng thăng tín, nâng ngạch thì chúng ta làm công tác sẽ tốt hơn đó đã được hai mục đích chúng à, chúng ta chú ý hoàn toàn tương tự như vậy thì khi hỏi luật tổ chức chính quyền địa phương 2019 và luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giảm được tối đa bao nhiêu đại biểu? Thì chúng ta cũng bật cái file lên theo hướng dẫn điều 39. Thì chúng ta làm phép trừ 105 trừ 95 cũng ra 10. Thì giảm 10. Đấy. Cái phương pháp như vậy. Thế thế tương tự như vậy. Lại hỏi về Hội đồng Nhân dân tỉnh miền núi đối với câu sau. Cái cách làm hoàn toàn tương tự. Chúng ta nên vào phần mềm để chúng ta đọc để chúng ta xem. Đấy. À, rồi cấp tỉnh vân vân để chúng ta tính à, cũng nên học để tính cho cái cũ và cái mới thì nó chênh nhau về đại biểu hội đồng nhân dân là bao nhiêu tất nhiên là có xu hướng là giảm xuống nhưng giảm bao nhiêu thì phải căn cứ vào luật à, và có trường hợp không giảm à, chúng ta để ý thế để à, có trường hợp là không giảm này có trường hợp dự là giảm đây à, thí dụ như câu 29 theo luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 và luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp à, nhân dân huyện Giảm tối đa bao nhiêu đại biểu Đây, hội hạn những cái huyện nhé à, Chúng ta để ý hội huyện à, Thì đây đẹp. Căn cứ điều 25 à, Thì là 5 Giảm 5 đẹp. Và chú ý chữ giảm tối đa này Đấy, chúng ta kích chuột vào file này à, Chúng ta tìm đến cái điều 25 Kéo lên phía trên à, Chúng ta tìm đến điều 25 Đấy, như vậy là à, Chữ chữ điên trên nền vàng và chữ xanh tích hợp lại lúc này các em thấy học rất là thuận lợi cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân huyện khoản 1 này hội đồng nhân dân huyện gồm các đại biểu của hội đồng nhân dân cho cử tri ở huyện bầu Giang chúng ta phải nắm là cử tri ở huyện đó bầu ra chứ không phải huyện khác à, bầu cho huyện mình à, và đây và chúng ta để ý là huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a tức là huyện miền núi này vùng cao hải đảo vân vân À, thì có từ 80.000 dân trở xuống thì được bầu bầu à, 30 đại biểu này. Có trên 80.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không có 40 đại biểu. Chúng ta để ý là các huyện khác không phải miền núi, vân vân, tổng số không có 40 đại biểu. Đó, đó là cái cái cái, cái à cái cũ 2015. Bây giờ cái mới là đây cái mới huyện không thuộc trường hợp trên khoản B sửa đổi chữ xanh trên nên trắng này tổng số đại biểu không quá 35 đại biểu à, như vậy là nhiều nhất là chúng ta thấy là 40 và 35 giảm đi 5 à, đà, như vậy vì đó vì sao giảm đi 5 2015 à, đấy thì tối đa là bao nhiêu đó thì đây là tối đa là 40 còn 2019 tối đa à, là à, 35 như vậy 40 trừ đi 35 thì ra 5 như vậy đối với eh, huyện đại biểu dân dân huyện giảm tối đa à, là 5 đại biểu đã chúng ta tìm đến cái từ tối đa đó, để chúng ta để ý đã từ các câu khác hoàn toàn tương tự nách à, cái phương pháp học là như vậy giá cũ và mới à, chúng ta tìm xuống cái câu à, tiếp theo đó vân vân chúng ta để ý ở đây à, có nhiều dạng câu đó, thì chúng ta có các cái câu định lượng đó, để chúng ta cũng làm như vậy. Next tiếp theo, à, chúng ta sẽ tìm đến hàng loạt các cái câu à, tiếp theo, đó. vân vân. Hay là câu, cái, cái câu này là nói về đại biểu nhiều thì các em vào phần mềm để học thôi, đúng không? À, chúng ta chú ý à, cái các cái dạng câu mà về mặt số lượng có cái hỏi cụ thể nó có luôn trong điều có cái chưa có chúng ta phải à, chúng ta phải tính chúng ta phải tính Nếu, à, à, tính ra đó thì chúng ta nhẩm chúng ta tính à, đây à, chúng ta kéo xuống à, đến à, đến điều 60 mươi là nó kết thúc à, trên đây có rất nhiều các cái dạng câu à, chúng ta kéo lên phía trên à, cần soát lại chúng ta lại kéo lên À, chúng ta lại kéo, kéo 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 lên phía trên Thí dụ như về cái câu nào đó chúng ta sẽ kích chuột vào ví dụ câu 40 thì nó lại về câu bốn à, câu 40 mươi cứ như vậy là chúng ta có thể đọc để chúng ta hiểu được các cái câu mà à, tính cả định lượng à, và những cái câu mà à, cụ thể có có trên điều ví dụ đi câu nói về cấp xã này, này thì chúng ta cũng phải tính này ví dụ theo luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 này, luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 này. số lượng phó chủ tịch của ủy ban nhân dân xã loại 2 lại tăng lên à, không có bao nhiêu đại biểu đó để có cái tăng này cái phương án a à, à, số, 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 lượng phó chủ tịch của ủy ban nhân dân xã loại 2 tăng lên không có bao nhiêu phó chủ tịch ấy. thì phương án a là 3 phương án b là một phương án c là không phương án d là hai thì câu trả lời ở đây phải căn cứ điều 34. À chúng ta mở cái điều 34 lên và chú ý là xã loại 2 là tăng lên bao nhiêu chúng ta tính ra. Đó, như vậy tăng lên 1. Đó. 2015 thì à, quy định là à ủy ban nhân dân xã loại 1 à có không có hai phó chủ tịch. Xã loại 2 và loại 3 không có à có một phó chủ tịch. Đó, 2015 là xã loại 2 loại 3 có một phó chủ tịch gắn cứng vào đây là một phó chủ tịch. Nhưng 2019 thì sửa đổi lại cái cái điều cái 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 điểm này là ủy ban nhân dân xã loại 1, loại 2 thì có không có hai phó chủ tịch. Xã loại 3 có một phó chủ tịch. Như vậy xã loại 3 thì gắn cứng có một phó chủ tịch. Nhưng xã loại 1 và loại 2 thì để con số động, tức là không có hai phó chủ tịch. Thì như vậy loại loại 2 không quá 2 thì ở đây hỏi là gì? Để trước là cứng là 1. 2015 cứng là 1 mà 2019 thì năng động thành 2 thì chúng ta lấy 2 trừ đi 1 thì ra 1. Như vậy là có tăng tối đa là không có 1. Nói là không có thì có thể chỉ có 1 thôi. À, một phó chủ tịch mà cũng có thể là à, có hai phó chủ tịch. Mà đặc biệt là có khi là không có phó chủ tịch thì vẫn đúng cái câu này có không có mà có không có hai phó chủ tịch nhưng một cái từ có tức là không thì không gọi là có cho nên chỉ có trường hợp là một hoặc hai chúng ta để ý từ có này có không có phó chủ tịch phải nói là có tức là phải không có phó chủ tịch thì không dùng từ có được cho nên có không có phó chủ tịch thì có người hiểu là không có có người cho là một có người cho hai nhưng theo thầy đã dùng cái từ có tức là anh phải có chứ. Thì không có có không có hai phó chủ tịch chỉ có hai trường hợp. Một là cho một phó chủ tịch, hai là cho hai phó chủ tịch, đúng với cái câu luật này. Đó, thì theo thầy là như vậy. Chúng ta muốn học cái mục khác. Chúng ta kích chuột vào cái số 1 này này, để quay sang học mục khác. Và kết thúc phim làm việc với phần mềm, chúng ta nên bảo tồn cái mật khẩu của mình, chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình để xuất hiện cái chữ thoát là chúng ta thoát ra khỏi phần mềm như vậy muốn thoát ra khỏi phần mềm thì làm thế nào kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình chọn cái chữ thoát là chúng ta thoát ra khỏi phần mềm sau đó chúng ta có thể tắt cái cửa sổ này đi đó như vậy là cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học các cái lý thuyết là nó như vậy này thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết à, phương pháp học là như vậy và cứ học đi học lại như vậy là chúng ta sẽ phủ hết toàn bộ một cái tài liệu Xong tài liệu này sang tài liệu khác Các em xem video của thầy hay và bổ ích Nếu chưa chọn nốt đăng ký trên YouTube Thì hôm nay hãy chọn nốt đăng ký Thì sau đó nó xuất hiện cái chữ đã đăng ký Thì như vậy chúng ta đã đăng ký kênh Thì được hai cái tiện ích cho các em Một là được xem video bài giảng theo từng mục Thí dụ chúng ta xem tất cả các video về luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo từng mục, này. cái thứ hai là có view bài giảng mới thì chúng ta nhận được sớm nhất. À, như vậy rất tiện cho các em. Thì việc gì các em không chạm tay vào cái nút đăng ký để chọn đăng ký kênh của thầy. À, thì như vậy chúng ta có cái tiện ích. Thế và khi các em có nhu cầu thì gọi điện hoặc kết nối Zalo à với thầy giáo theo một trong hai số trên màn hình thì thầy giáo sẽ gửi cho cái đường link cái kênh của thầy. Sau đó các em chạm tay vào à tin nhắn trên Zalo nhận được À, có, có cái ảnh của thầy, em chọn video bài giảng theo danh sách phát từng mục để chúng ta xem, xem cái mục này xong học câu hỏi trắc nghiệm xong tốt rồi chuyển mục khác để cứ tuần tự như vậy và bình tĩnh để để chúng ta học từng từng mục một à, để chúng ta nắm tốt và chúng ta cố gắng vượt được qua kỳ thi ở vòng một càng được nhiều câu càng tốt vì chúng ta vừa học để thi vừa là có kiến thức để sau này chúng ta công tác tốt vững cứ căn cứ vào luật, thông tư, nghị định để làm là công chức vững, viên chức vững, bám vào đấy. đấy. À, giờ như vậy cái phương pháp học là như vậy. để à, các em có thể xem video trên điện thoại sau kết nối sang màn hình tivi để xem video bài giảng à, trên màn hình tivi vừa làm công việc nội trợ vừa có thể nghe được bài giảng của thầy. À, giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em.